Đây là quy trình làm cá làm cám viên cho vịt, gồm có vỏ trứng này, sắn này, cái này là đầu cá này, cám cá này, cái này là máy máy ép này, cái này là máy đánh nghiền. Cám sau khi được khuấy đều thì được đổ ra đây. Đây là cám sau khi đã được khuấy đều, trộn lẫn các cái nguyên phủ liệu đây. Sau đó sẽ cho lên máy ép viên. Bẻ này nó lại không nóng hơn cái trước nhỉ? Hay là nó cũng hơi bằng nhau? Chú vịt đang ăn cám này.
Chiu 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 chiu. Đây bạn vịt này bạn trèo hẳn lên trên nó ăn này. Chỉ có những người thông minh như mới nhảy lên trên này để ăn này.